Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, hiện nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc và đến tận các tỉnh Trung Trung Bộ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 3, cấp 4. Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các tỉnh miền Bắc trời rét. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc nằm sâu trong lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường. Riêng đêm nay còn kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao. Sau đó thì lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định và tiếp tục tăng cường vào ngày mùng 5. Khoảng ngày mùng 8 thì các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc thì trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho đến 21 độ. Riêng Điện Biên Lai Châu là từ 25 đến 28 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 95%. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 21 độ. Ở vùng núi có nơi là từ 16 đến 19 độ C và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 cho đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 cho đến 20 độ, độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Thưa quý vị và bà con, vừa qua Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì rà soát nhu cầu tiêu thụ, khả năng sản xuất phân bón trong nước để có giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu phân bón cho vụ đông xuân 2012-2013 và cho cả năm 2013. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các nhà máy bảo đảm tiến độ kế hoạch sản xuất phân ure và DAP, đồng thời có cơ chế phù hợp để điều hành quản lý phân ure xuất nhập khẩu. Hiệp hội Phân bón Việt Nam chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, nắm chắc tình hình thị trường để kiến nghị với cơ quan chức năng các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu phân bón trong năm 2013. Chuyển sang thời tiết khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 cho đến 19 độ, ở phía Nam là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ và ở phía Nam là từ 22 đến 25 độ, độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 cho đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 50 cho đến 60%. Thưa bà con, theo Chi cục Bảo vệ Thực vật Lâm Đồng, thì trong thời gian gần đây, các loại bệnh trên cây cà phê có xu hướng giảm, trong khi các loại dịch hại trên cây chè thì ngược lại. Cụ thể là hiện nay cả tỉnh có trên 8.000 ha diện tích chè bị nhiễm rầy xanh, trong đó 623 ha bị nhiễm nặng, tăng hơn 950 ha, khoảng 9.300 ha bị nhiễm bọ xít mũi, diện tích nhiễm nặng là 933 ha, tăng 362 ha, và có hơn 6.700 ha bị bọ cánh tơ, trong đó có 189 ha bị nhiễm nặng, tăng 2.024 ha. Trở lại với những thông tin thời tiết cho khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thưa quý vị và bà con, theo Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, những ngày qua các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống hơn 500.000 ha trên tổng số 1,55 triệu ha lúa đông xuân vụ 2012-2013. Hiện các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang đang vào cao điểm xuống giống. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long cho biết, năm nay lũ nhỏ, nước rút sớm nên nông dân đã chủ động xuống giống sớm hơn vụ đông xuân trước khoảng 1 tháng. Dự kiến các tỉnh sẽ gieo xạ dứt điểm vụ đông xuân 2012-2013 vào cuối tháng 12 để tránh hạn và xâm nhập mặn. Cơ cấu giống cho vụ đông xuân được chia thành 3 nhóm. Lúa chất lượng thấp khoảng 15-20% diện tích, lúa thơm khoảng từ 10-15% diện tích và lúa chất lượng cao khoảng 70% diện tích. Tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!